Nếu bạn vẫn chưa tìm được dàn âm thanh phù hợp với những tiêu chí mà mình đưa ra, thì hãy thử tham khảo dàn karaoke thiết bị âm thanh được các chuyên gia và các kỹ thuật viên của VDA chọn lọc kỹ lưỡng từ các thiết bị được đánh giá tốt trên thị trường hiện nay nhé. Một thiết bị có thể sánh ngang với một dàn karaoke dịch vụ chỉ có thể là dàn karaoke 6X của VDA, sở hữu sự khác biệt hoàn toàn so với những dàn karaoke gia đình khác. 6X là một trong những sản phẩm tiên phong của công ty VDA. Chúng ta cùng đến với thành phần cấu tạo của sản phẩm này nhé. Đầu tiên phải kể đến đầu karaoke Okara M10 4TB. Có lẽ chúng ta không cần nói nhiều về cô nàng này nữa rồi. Sự vượt trội của M10 mang lại chiều sâu cho nhà âm thanh của bạn. Có M10 chỉ là tươi cười mỗi khi hát karaoke thôi nhé. Men E3TX6004 kết hợp với mixer E3K9008 là nền tảng cho chất lượng của dàn karaoke 6X này. Sở hữu công suất cao nhất 800W từ men và khả năng chống hú rè đến 95% từ mixer. Các bạn nghĩ đôi biên ương này có thể làm được gì nhỉ? Hai cặp loa karaoke DE Acoustic MH10 sẽ là bộ mặt của dàn karaoke 6X này. Tuy nhỏ gọn nhưng có thể khi khách đến nhà sẽ hơi bị choáng ngợp khi thấy bốn ông kẻ đội lớp trẻ thơ trong gia đình nhà bạn sẽ làm mê đắm tất cả những ai khi nghe âm thanh phát ra từ nó. Một sản phẩm không thể thiếu nữa là micro E3V606. Anh chàng này có thiết kế hiện đại với tông màu đen xám sang trọng. Phần thân micro được phủ sơn nhám với tác dụng chống trơn trượt. Sấm UHF có độ ổn định cao với 200 kênh tần số. Ngoài ra, mọi người còn có thể phối ghép với loa ZBF112SA. Cùng nói về công dụng và lợi ích của 6X nhé. Với mức giá tầm trung, 6X mang lại thiết kế tinh tế, sự chuyên nghiệp và chất lượng miễn bàn cãi. Với nhiều tính năng như chống hú tốt hơn hẳn những dàn tầm trung cùng giá, tái hiện âm thanh chuẩn xác, mạnh mẽ nhờ sự kết hợp hài hòa giữa men và mixer. Ngoài đầu karaoke Okara M10 quá nổi bật, 6X còn có thêm một màn hình cảm ứng 23.6 inch giúp đem lại trải nghiệm tuyệt vời hơn, chuyên nghiệp hơn. Micro không dây hút âm cực kỳ tốt, chống hú đến 98%. Loa karaoke E3 Acoustic được đánh giá là có chất lượng tốt và cho âm thanh hay trong các dòng loa tầm trung. Phụ kiện dây nối thời gian thì là hàng chất lượng. Vô số dịch vụ kèm theo gồm lắp đặt, canh chỉnh trong vòng 1 tuần, hỗ trợ từ xa chuyên nghiệp và một số sản phẩm kèm theo như giắc reo hoặc trang loa, dây loa monster, đèn xoay 7 màu cảm ứng theo nhạc, chân đế micro có logo của VDA.